Bất chấp lệnh cấm tụ tập, đặc biệt tại khu vực thành phố Bắc Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, Mai Hồng Hưởng, 47 tuổi, ở khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vẫn thường xuyên bán ma túy cho các đối tượng tụ tập sử dụng. Khoảng 17 giờ 5 phút ngày 11 tháng 6 tại khu nhà hoang cạnh đường quốc lộ 1A thuộc khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường Võ Cường bắt quả tang Mai Hồng Hưởng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 gói ma túy tổng hợp các loại có tổng trọng lượng 4,0373 gam. Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 cho các đối tượng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.